Đó, và đây là cái dòng hoa ngày hôm nay về hàng khá là dài này. Đó, rất là đẹp luôn. Và cái dòng hoa này thì trong cổ thư Đông y của Trung Quốc cách đây khoảng hơn 1.000 năm đấy ạ. Họ đã xác định được 9 cái loại tiên dược theo thứ tự, thì trong đó có thạch hộc tía là đứng đầu tiên luôn ạ. Thạch hộc tía thì có 3 cái giá trị. Đầu tiên đó chính là về thẩm mỹ là chúng ta chơi, đó là cái loại hoa lan đẹp, rất là xinh, được không ạ? Và thứ hai nữa, nó chính là để làm thuốc. Nó có giá trị giống nó là bảo vệ sức khỏe này, có tác dụng là phòng chống ung thư, chống lão hóa, tăng sức đề kháng của cơ thể, làm giãn mạch máu và kháng đông máu, và được sử dụng rộng rãi trong lâm sàng và các bài thuốc của các thầy lang băm đấy ạ. Đó. Về làm thực phẩm thì chúng ta có thể sử dụng để nấu súp với hồng sâm này, nấu canh, hoặc là chúng ta có thể là dùng để nấu cháo. Đấy. Thạch hộc tía em bán là 350.000 một cân. Rồi hôm qua em được rất nhiều cô chú anh chị đặt hàng luôn. Cứ về cái mặt hàng thạch hộc tía này là em lại cháy đơn hàng luôn. Đó. Hôm qua về được hơn 100 cân. Thì ngày hôm nay chỉ có khoảng tầm hơn 20 cân nữa thôi là em hết hàng luôn. Đó. Nếu mà cô chú anh chị mà thấy em có mặt hoa này thì có muốn sưu tầm thì chúng ta còn sưu tầm về để chúng ta trồng. Vừa làm hoa vừa làm thuốc đúng không ạ? Và cụ thể thuốc như thế nào thì cô chú anh chị có thể lên mạng chúng ta để search đó, hoặc là chúng ta có thể là hỏi các thầy thuốc đông y đó, về cái loại hoa hoặc về cái loại tiên dược này. Xinh quá là xinh. Ở trong nó rất là đen nhá, ở trong nó rất là, nhìn này, nó rất là sậm nhá, nhưng mà sao lại đi lên đây ấy, nó lại hơi đỏ, cái đèn của em sáng. Và tiếp theo đây chính là hoàng thảo trầm vàng, là một trong những cái dòng hoa rất là xinh, được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích ạ. Đây là hoàng thảo trầm vàng của gia đình em này. Đó, nó đang mọc thân tơ. Nói chung là chỉ cần có một ít hoa sơn thủy tiên trong nhà thôi mà em thấy thơm nức hết cả mũi luôn. Đó. Rất là thơm, dễ chịu, giống như là nước hoa con gái luôn, rất là thư giãn luôn. Đó. Em bán hoàng thảo trầm vàng ngày hôm nay chỉ có 250.000 một cân thôi ạ. Đó, ngày mai thì em lại về thêm đấy. Nên là cô chú anh chị nào mà muốn lấy số lượng nhiều ấy thì là có thể là gọi điện cho em Thảo nhá. Đây là mặt bông của trầm vàng này, hơi giống với sơn thủy tiên đúng không ạ? Nhưng mà cánh của nó lại nhọn hơn. Cánh của nó nhọn hơn đây này. Đó. Đây là một ít hoàng thảo u lồi này. Ngày mai thì gia đình em lại về thêm nhiều mặt hàng mới. Đó. Và em ngày hôm nay đây. Một ít u lồi này em bán là 50.000 này. Đó, hoàng thảo u lồi hay gọi là hoàng thảo ngũ tinh đúng không ạ? Rất là xinh. Và đây là ý thảo ba màu này. Đó. Đây này. Cây của nó cả nhà có nhìn thấy không ạ? Bật mầm gốc cực kỳ là khỏe luôn. Hầu như là cây nào cũng bật mầm gốc ấy. Đây này này, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Nó bật mầm gốc rất là khỏe luôn. Đó. Cây của nó thì có cây đang có hoa và có cây thì đang có nụ thôi. Đó. Em bán với giá là ngày hôm nay giảm giá nhé, thì còn 280 thôi. Chắc là khoảng tầm 3 cân nữa là hết hàng. Đó. Và tiên hài, ngày hôm nay cô chú chị nào mà mua hoa lan của gia đình em mà muốn tặng tiên hài thì em sẽ tặng cho cô chú anh chị trồng một khóm nhé. Sở dĩ là cái tiên hài nó rẻ tiền bởi vì sao ạ? Bởi vì dân người ta khai thác ra được rất là nhiều và người ta cũng cần kiếm cơm nên là người ta phải đẩy đi giá rất là mềm. Đó, nên là em rất là mong là cô chú anh chị hãy ủng hộ để em nhập của nhà dân nhiều hơn để những cô chú anh chị ở trong làng có thể là có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó. Về tiên hài này em bán với giá là thanh lý luôn ạ, là 70.000 một cân. Đó, tiên hài nhá. Hoàng thảo hoàng lam hôm nay về được một tí xíu. Đó, em sẽ bán giá rất là mềm luôn. Em bán là 130.000 một cân thôi. Đó, 130.000 một cân hoàng lạp nhá. Mua từ 3 cân trở lên thì em bán 120.000. Đó, hoàng thảo hoàng lạp. Đây chính là ngọc thạch ba màu của gia đình em. Ngọc thạch ba màu là một trong những cái dòng hoa được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Hoa của nó thì cực kỳ là đẹp, bền. Và nếu mà cô chú anh chị mà chúng ta ghép ấy, thì chúng ta ghép vào lũa, ghép vào trồng vào giỏ đều được hết. Nó và cái cây này thì rất là sai hoa. Đó, cây cực kỳ là sai hoa luôn. Em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của nó này. Nó sẽ thấy nó sai hoa như nào đây này. Nhìn thấy bạn, nó rất là sai hoa luôn. Này. Đó. Ngọc thạch ba màu ngày hôm nay em bán 200.000, giảm giá xuống còn 150 thôi. Nên là cô chú anh chị nào mà yêu thích thì hãy ủng hộ em nhé. Đó, em cũng giảm giá để em chuẩn bị, em cũng nghỉ đi chơi 30 tháng 4. Đó, để em xem là tình hình thời tiết như thế nào. Thì
một là sẽ bán hàng tiếp và hai là sẽ đi chơi, là sẽ nghỉ. Đó, nên là cô chú chị nào mà yêu thích thì có thể sưu tầm nhé. Hoặc là chúng ta mua về để chúng ta nghỉ 30 tháng 4 để chúng ta ghép đúng không ạ? Rất nhiều cô chú anh chị đi làm ở ngoài ấy, thì chúng ta rất là mong những ngày nghỉ để chúng ta được đi chơi hoặc là ở nhà để ghép cho mình những cây lan thật là đẹp, những giò lan thật là khỏe đúng không ạ? Đây là một ít trầm thanh lý này. Đó, cả lô này em bán là 150 nhá cả nhà nhá. Hơn 1 cân đấy, cả lô trầm vàng thanh lý này. Đó, em bán thanh lý đây. Đó. Khi mà nó héo như này bởi vì nó là thân nước cả nhà nhá. Kể cả cô chú anh chị mà mua ấy thì nó là thân nước nên là nếu mà chúng ta mua về gửi để trong hộp ấy nó có thể là bị ẩm, bị nóng thì khi mà chúng ta trồng và phun nước 1-2 ngày nó phục hồi lại, nó khỏe cực luôn. Nó lại tươi rói ngay nhá, cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm cái dòng hoa này nhá. Đây ạ. Và đây là những cái rễ hoàng thảo điệp quách, hàng đang dụng để cho bông đây ạ. Đó. Hàng đang dụng lá để cho bông chứ nhầm. Hàng đang dụng lá để cho bông đây, cả nhà có nhìn thấy có nụ không ạ? Đó. Đấy, đang có nụ nhá. Tựa hoa của nó cực kỳ là bền luôn. Đấy, sắc hương rừng luôn, rất là thơm luôn. Đây đang có nhiều cây có nụ lắm. Này. Đang dụng lá để cho bông rồi. Mua về là chúng ta được chơi luôn. Đó. Em bán là 150 cho đến 250 một rễ. Đấy. 150 đến 250 một rễ. Đây ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất nhiều cô chú chị yêu thích màu vàng bởi vì màu vàng là cái màu tượng trưng cho hòa bình đúng không ạ? Đấy, tượng trưng cho hòa bình rất là xinh đẹp. Em có hai bó dáng hương tam bảo sắc. Mỗi bó em bán 100.000. Mỗi bó được một giò. Hàng dáng hương dòng ưa ẩm nên nó cực kỳ là mất nước nhanh. Đó nên cô chú anh chị mua về chúng ta ghép lên chúng ta ngâm B1 hoặc là ngâm thuốc kích rễ hoặc là ngâm nước vôi trong khoảng 30 đến 1 tiếng, sau đây là chúng ta để ráo là chúng ta ghép luôn. Và cái dòng này thì cực kỳ là dễ sống luôn ạ. Chắc là dòng dáng hương là chỉ cần buộc lên thôi là nó sống luôn. Và cái lá của nó sẽ thòng xuống, đấy nó sẽ rũ xuống theo cái chiều có cái cánh hoa của cái bông hoa của nó ấy. Nó rất là đẹp luôn. Đó. Đây chính là một số vật tư của gia đình em này. Đó. Đặc trị vi khuẩn nè, đặc trị vi khuẩn dùng để chống thối nhũn này, nấm lá này, đó. Nếu mà nó chỉ bị nhẹ nhàng thôi chúng ta sử dụng nano bạc nhá. Đó, cái này này sát khuẩn này. Đây này. Đấy. Đây này. Khả năng diệt vi khuẩn nấm mốc, hạn chế các bệnh liên quan đến thối nhũn, lợi dụng lá, thân thiện với môi trường. Đó. Cái lọ này em bán 45.000 một lọ nano bạc này. Đó. Còn đặc trị vi khuẩn là 35.000 một vịt như này. Đó. Và đây là kích rễ hàng Đài Loan này, kích rễ rất là mạnh luôn. Đó, 80.000 một lọ. Kích rễ Đài Loan. Super Thai này là 100.000. Kích thích tăng trưởng hoa lan. Đấy. Bạn nào mà muốn, cô chú anh chị nào mà muốn cho kênh lớn nhanh hơn thì ta phải mua Super Thai này cho ta phun. Kích rễ của Mỹ 50.000, kích rễ Riot. Đó. Bả sen, cô chú anh chị nào mà trồng ở trong chậu đấy ạ, thì chúng ta có thể mua về để chúng ta rắc ấy, bởi vì là khi mà lên mầm non ấy, rất nhiều con ốc sen nó cứ thích ăn ngọn ấy. B1 của Thái này, B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Keo liền sẹo liền da đây. Đó. Em bán là 40.000 hay sao ấy, hay bao nhiêu tiền không nhớ nữa. 40.000. Keo kích ki dạng gel này. Đó, kích ki dạng gel nhá. Cô chú anh chị nào mà mua hoa lan thì có thể là mua kèm luôn ạ. Đó. Tiếp theo đây ạ, đây là những cái cây giả hạc Pháp của gia đình em này. Đó. Giả hạc Pháp lai với đại ý thảo. Cây của nó dài khoảng từ 5 cho đến 8 cm. Đó. Từ 5 cho đến 8 cm nhé cả nhà nhé. Mặt bông của nó rất là đẹp. Nếu mà cô chú anh chị mà chưa biết thì em sẽ cho cả nhà xem mặt bông luôn. Đây này. Đó, đây là một trong những cái dòng hoa rất là độc đúng không ạ? Mặt bông của nó cả nhà có nhìn thấy này, rất là hồng đậm đúng không ạ? Đó. Mọi người hãy trêu là đây gọi là hồng búp bê đấy ạ. Đó, giả hạc Pháp lai với đại ý thảo đấy ạ. Tiếp theo đây chính là phi điệp bảo bảo này. Đó. Phi điệp bảo em khối lượng em còn có ít ạ. Và hàng thì đang trên đường về. Đó. Mặt bông của nó này, phi điệp bảo là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Đây,
cây của nó này dài khoảng từ 2 cho đến 5 cm, cây nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương ạ. Đó, phi điệp bảo bảo nhá, 75.000 một cốc phi điệp bảo bảo, còn hồng búp bê là 100.000 một cốc ạ. Và tiếp theo đây chính là giả hạc mặt trăng tròn, là hai cái dòng hoa phi điệp năm cánh trắng họng hồng lai với năm cánh trắng với trầm cánh trắng mắt đỏ đấy ạ. Em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của nó là hai cái loại nào lai với nhau. Đây này. Đó. Em bán là 75.000 một cây, cây dài khoảng từ 2 cho đến 4-5 cm đây này. Đó. Nó trắng trắng như này là do nhà em phun nước vôi trong lên để diệt khuẩn đấy ạ. Đó, khi mà chào đón nhà thì em thường là phun nước vôi trong để cho cây nó sát khuẩn. Đó, thích nghi về môi trường tốt hơn. Và tiếp theo đây chính là phi điệp chớp Mỹ. Đấy, mọi người hay gọi là cái mặt bông nhìn rất tia chớp. Đó, chớp Mỹ này em bán là 75.000 một một cây này, cũng hơi hơi giống với cây mặt trăng tròn. Đó, nhưng mà tuy nhiên là hơi khác nhau chỗ là hơi tím một chút, hơi tím hơn so với cái cây mặt trăng tròn, cái lá với cái viền của nó này. Đây là cái mặt bông của nó này, chớp Mỹ này. Em bán là 75.000 một cây chớp Mỹ, phi điệp chớp Mỹ. Tiếp theo đây, đây chính là nụ ta ly xuân. Đấy. Nụ ta ly xuân này thì có thể nói là một cái dòng hoa có giá trị, rất là giá trị ở trên thị trường đúng không ạ? Và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Đó. Nếu mà cô chú anh chị mà chưa có cho mình dòng này thì có thể sưu tầm cho mình, bởi vì mặt bông thì cực kỳ là đẹp luôn. Này này, rất là đẹp luôn đấy ạ. Nụ ta ly xuân, cây nó dài khoảng từ 1 cm thôi này. Nhưng mà cái dòng này mà cây nó trưởng thành của nó ấy, cực kỳ là nụ và cực kỳ là lớn luôn đấy ạ. Đó. Phi điệp hàng gieo hạt như thế này, cô chú anh chị mà chúng ta trồng ấy thì chúng ta một tuần chúng ta chỉ cần tưới 1 đến 2 lần là được nhá, cô chú anh chị nhá. Đó. Số lượng em có khoảng tầm 50 cây nữa thôi là em hết hàng đó. Và đây chính là những cây đai châu của gia đình em này. Đó. Đai châu em bán với giá là 35.000 một cây, mua 10 cây em bán là 30.000 một cây. Đấy. Và mua rất rất nhiều thì em giá chắc chắn sẽ rất là mềm. Đó. Đai châu hàng cây giống rất là xinh, nhỏ nhắn dễ thương. Đó. Hàng làm giống nhá cả nhà nhá. Cô chú anh chị mà chưa có cho mình thì hãy sưu tầm ạ. Đó. Bên này nụ ta ly xuân là 100.000 một cốc này. Đây chính là phi điệp năm cánh trắng mắt đỏ. À nhầm, mắt tím. Bị lộn rồi. Năm cánh trắng mắt tím nhá. Năm cánh trắng mắt tím này cây nó dài khoảng từ 5 cho đến 8 cm. Đó, em bán 90.000 một cây. Đó, 90.000 một cây mắt đỏ, mắt tím nhá. Đó. Năm cánh trắng mắt tím là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp. Em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của nó này. Đây ạ. Nói chung là bay lắm, đẹp lắm. Và tiếp theo đây là một cái dòng hoa cực kỳ là yêu thích của tất cả các cô chú anh chị có mặt bông rất là đẹp, đó chính là nụ di linh tam bố. Đấy. Đây cả nhà con nhìn thấy này, mặt bông nó đẹp không ạ? Có hai cái mắt ra, cái cánh rất là bầu, rất là đẹp. Đó. Cái dòng hoa này rất là có giá trị ở trên thị trường. Nếu mà cô chú anh chị mà để tìm hiểu thì là chúng ta có thể tìm hiểu ở trên mạng ạ, để biết được là cái dòng hoa này rất là có giá trị về cái mặt thẩm mỹ của nó này. Đó. Em bán là 105.000 một cốc nụ tam bố. Đấy. Mọi người nhà em hay trêu là nụ tao bố. Đó. Nụ tam bố này em bán là 105.000 một cốc. Dài khoảng từ 2 cho đến 4 cm. Em đây là hai cây kiếm vàng của gia đình em này. Kiếm vàng đài Thái Lan của gia đình em đấy ạ. Kiếm vàng Thái Lan này em bán với giá là bình thường em bán 250.000, ngày hôm nay em bán 230.000 thôi. Đó, mặt bông nó rất là đẹp. Đó. Và tiếp theo đây là phi điệp châu Như, hàng F1 của gia đình em ạ. Phi điệp châu Như em bán với giá là 75.000 một cốc. Đó, phi điệp châu Như nhá cả nhà nhá. Cô chú anh chị mà chưa biết cái dòng hoa này thì có thể lên trên mạng search để tìm hiểu về cái dòng hoa phi điệp châu Như này. Em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của phi điệp châu Như này. Đây ạ. Hàng F1 nhá cả nhà nhá. Và đây là kiếm đỏ này. Đó. Kiếm đỏ Thái Lan. Còn có mấy cốc thanh lý nốt, 70.000 một cốc. Đó. Và đây là phi điệp hồng ngọc thiên sứ, cả nhà con nhìn thấy không ạ? Hàng đang có hoa và hàng đang
À có nụ đấy. Cây đang bật mầm gốc rất là khỏe này, đây cả nhà con nhìn thấy là cầm mầm gốc của nó này. Đó. Hầu như là cây nào cũng có này. Đó. Cây này thì chưa có hoa. Đó, hoa của nó nở được bền lắm. Đó. Em bán là 160.000 một cốc và mua hai cốc là 300.000. Đó. Và tiếp theo đây là cây cát của gia đình em này. Đó. Cây cát